What's going on YouTube? Welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game Resident Evil 4 nhé. Cái game này cũng khá nổi tiếng rồi nhá. Mình không giới thiệu gì thêm nữa. Chúng ta sẽ vài một nhân vật đây là mình cũng chưa biết tên. Đây là một phiên bản trên Nintendo Switch phát hành sau khi game được ra mắt khá là lâu rồi. Nhưng mà mình cũng chưa chơi bao giờ. Ui. Game này game khá là kinh dị đấy. Nên trước đây mình chưa dám chơi. Chắc là chơi thể loại game này thì mình sẽ ít nói hơn đấy. Nên các bạn đừng buồn nhé. Khiếp nặng đeo nói. What the heck? Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Venga. Sorry to have bothered you. Nhìn thằng này như thấy mà. Freeze. Is it freeze? Đứng yên, mậy à. Khá là khó hết sót. Hiệu quả. Lều shit. Is everything okay? Yeah. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Đã rõ. Lấy cái gì đây? Ui, không phải. 70% vàng. Te voy a hacer picadillo. Fuego. Nhầm nút rồi. Không bật, không mở. Phải mở ở cái chìa bên kia. Chơi game này khiếp quá. Đây. Đạn. Lấy rồi mà. Yes. Nhảy ra ngoài nữa. Ui. Ui. Dùng dao. Ui. Rất là khó điều khiển. Ui. Ui. Thì chơi cái gì? Thử dùng ra nào. Trong này không có nút né, khá khó là chơi. Mình không tận dụng khả năng chơi đi đẳng cấp của mình đâu. Đi đâu, về đâu đây? Check.
xe hôm nãy lao xuống đây thì sao? Đi đường nào? Kịp vậy cả linh hồn. Hãy quay trở lại à? Chơi bằng tay cầm thì khả năng bắn súng cái trò này khá là khó. À đây rồi, đi vào nhà đây xem nào. Tính chó kêu được. Ui. Thử bắn mấy cái quạng xem. Chết. Này nữa. Chết đi. Nháo nháo. Mất quạ bọn được tiền. Ủa thiểu. À được đạn. À chó chó chó. Những con này nó người là bạn đại hoành của mình không nhỉ? Chó què thì bắn được cái gì? Bắn chết mày luôn. Đi hướng nào bây giờ? Không phải, đây. Thằng nào đặt bom nổ ở đây đây. Không được, phải đi qua. Mình thông minh lắm chứ. À vậy thì chắc là sẽ có người sống ở đây rồi. No. Một viên thôi. Ba viên đạn thì làm ăn cái gì. À, mình xem có máu. Đi đến cái điểm đỏ nha. First air. À đây. Máu nữa. May quá. Nó cho máu cho mình tèo mất. Ừ. Hai thằng kia nó đứng canh vào đây có gì không? Ui. Cỏ à? Lấy luôn. Để bấm mấy hàng giả không được. Khiếp vãi. Chạy luôn. Ui. Yeah. Tao biết mày đấy, mày còn hét mồm đấy. Ui ui. Chó. Ui. Bắn lắm, phải không dễ đâu. Đừng có che. Ui. Ui. Khó vãi lều. Khó thế. Cái gì ở đây? Nghe con lợn này. Đứng lại. Còn 4 viên đạn à? Gặp 3 thằng. Không được xảy với nào.
Ui. Ui. Có một thằng trong này. Dùng dao không di chuyển được, rất là khó. Ui xời. Chết đi, tao bị dùng dao. Phải đứng lại là thật gần. Sắp chết đến nơi rồi. Còn máu. Hết máu rồi. À cái này thì nó ngon được. Vương ơi mở cửa ra. Vương ơi mở cửa ra. No way. Leon, how you holding up? Yeah, bad question, Leon. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Sắp chết nơi thì mình cũng bình tĩnh. À hướng dẫn. Reload đó, mình nãy giờ không biết nút reload nào đây. Ấn B trong lúc kích change screen. Ok. Hiểu. Kích đâu? Ở đây, thay đạn này. Lốc. Cả cái làng này bị thây mà. Hay là nó muốn giết người ấy chứ. Không xem lại thôi, khiếp. Bị bệnh gì chứ làm sao mà nó vẫn ý thức được đây nhỉ. Chắc trong này mình chỉ có ngang sức mạnh con gà thôi. À đứng ngoài cái điểm này. Đây rồi, đây rồi. Cần khó rồi. Không có cách nào để giết kiểu giết nhẹ bọn này, giết cho mọi trong kiểu giết ám sát ấy. Thử nào. Chết đi con lợn. Ui, ui giời ơi. Ui. Còn chưa chết à. Ui. Điều khó quá các bạn ơi. Vãi trưởng. Ngắm bắn khó lắm. Xe này. Đây để chơi lại. Cặp lôn, cặp lôn. Rồi, biết rồi, biết rồi. Ở đây. Sao mà ngày xưa các ca thủ chơi đến biết biết mấy nhỉ? Biết các em biết ba vẫn chơi được cái trò này. Cứ chơi ngắm súng quá khó.
khiếp quá. Chết đi. Đây. Ui. Chết đi con lợn. Ui. Ném tao vào đầu không chết rồi. Đừng có ném tao. Đừng có ném. Trời vãi. Ơi. Kịp quá mẹ ơi. Chạy 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 chạy. Chạy được không? Chạy thì quá mà được bây giờ. Ui, hỏng rồi. Sai lầm khi chơi game này. Chắc phải có đi đường khác nhỉ. Rồi rồi rồi. Chắc lẽ đi thẳng vào đây. Thẳng đây có một nát. Cặp tròn cái gì? Lại đừng đuổi theo tao nữa. Trời ơi. Lại cứ mở. Sao mà mình nuốt được bọn này đây? Bọn này trâu quá. Vậy nó không chết kìa. Chết đi. Tao võ giỏi rồi. Không máu nữa, chọc châu thì. Đồng thế. Thì xử chứ mày. Ui trời ơi. Ui giời. Hiểu những quái thì né kiểu gì đâu. Con lợn. Ui trời ơi. Đéo mà mạnh vậy. Ngon ngon ngon. Con nợ, ăn máu rồi các bạn. Ở đâu máu đâu? Lại nữa.
Phế vậy không? Úi. Bỏ tao ra. Ra game này cũng dễ nhỉ. Đánh gần còn khỏe hơn bắn súng. Mấy chuông này sẽ vào hết nhà thờ. Ok. Where's everyone going? Bingo? Yeah. Yeah. Okay. Resident Evil. Hello? Ai đây? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Okay, okay. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Rồi. Ui. Hôm nay mình chơi vậy thôi nhá. Tựa game này khá là khó mà mình hết đạn rồi. Ừ, đấy các bạn thấy chưa? Nếu các bạn thích chơi mình chơi game tiếp ý, thì comment phía dưới nhá. Cho mình một like, một subscribe nhé. Và nếu các bạn không nói gì thì mình cũng không muốn tiếp tục tựa game này nữa đâu. Khiếp lắm. Nhìn thằng này tí được tắt. Quá kinh dị. Quá khiếp luôn.